đoạn clip ghi lại vụ tai nạn bất ngờ trong một con ngõ. Nhóm trẻ đang chơi vui vẻ thì bất ngờ một bé trai chạy vụt sang đường để về nhà. Cùng lúc chiếc xe máy phóng tốc độ cao lao đến đâm cậu bé văng mạnh xuống đường. Đám trẻ chưa kịp ngăn cậu bé thì tai nạn đã ập tới. Chúng gào khóc và lập tức hét gọi mẹ. Người lớn trong nhà vội chạy ra bế con và không ngừng chửi bới người lái xe máy. Vụ tai nạn kinh hoàng chỉ xảy ra trong vài giây nhưng cũng đủ khiến dân mạng thót tim. Đây cũng là bài học cho các bậc phụ huynh khi để con chơi ngoài đường. Không ít sự việc đáng tiếc xảy ra khi trẻ không chú ý khi sang đường. Bé trai chạy sang đường về nhà bị xe tông kinh hoàng, lũ trẻ chứng kiến hoảng loạn.